Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại. Nếu như bạn đang tìm mua gimbal mà tìm được cái video này thì xin chúc mừng bạn. Bạn sẽ chọn được một chiếc gimbal đời mới nhất, rẻ nhất và nhiều tính năng trong tầm giá hơn 2 triệu đồng. Và bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn thay vì lựa chọn những phiên bản khác. DJI Osmo Mobile SE, một phiên bản mới ra mắt vào năm 2022. Nó mới đến mức bạn sẽ không tìm thấy nhiều nội dung về chiếc gimbal này trên YouTube. Nhưng nó lại tạo một cái cảm giác như là một chiếc Osmo Mobile đời đầu nhờ với cách đặt tên mới của DJI. Và mình hy vọng rằng sau khi xem video này và trải nghiệm cùng với mình thì các bạn sẽ không bị nhầm lẫn nó như cách mà mình đã nhầm lẫn với cái tên này nữa. Thoạt nhìn thì trong thiết kế nó vẫn y nguyên như là cái phiên bản tiền nhiệm. Nó vẫn gọn, đẹp và dễ dàng thao tác nhanh. Nhưng ngay khi cầm chiếc gimbal này trên tay thì cái phiên bản SE này đã gây ấn tượng với mình nhờ vào cái việc sở hữu một cái màn hình hiển thị nhỏ, trông nó tách hơn và xịn sò hơn. Và đối với mình thì mình nghĩ rằng đây chính là một cái cải tiến mà DJI đã đem lại cho chúng ta. Và điều này chứng tỏ là hãng cũng khá là lắng nghe những cái nhu cầu của khách hàng, đúng không? Trải nghiệm của mình với những chiếc gimbal đến từ DJI luôn khiến mình rất hài lòng. Đây là một chiếc gimbal dành cho di động và thiết kế của nó, tất cả mọi thứ đều rất là di động và gọn nhẹ. Nó nhỏ gọn đến mức mà các bạn có thể nhét nó vào trong túi, lấy ra thao tác nhanh, có thể gắn lại nó cũng rất là nhanh chóng nữa. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có khả năng kết nối từ tính rất là nhanh chóng như thế này. Và với phần kẹp này thì phiên bản SE của chúng ta sẽ phù hợp với đa số kích thước điện thoại. Và với những ai mà thường xuyên quay phim này hay là làm video một mình kiểu như mình ấy, thì chiếc gimbal này nó sẽ có một cái tính năng, đó chính là Active Track. Và những ai mà đã từng biết về những cái chiếc gimbal đến từ DJI mà phiên bản này cho điện thoại ấy, thì Active Track nó là một cái tính năng quá độc đáo. Và trên phiên bản này thì các bạn sẽ có Active Track 5.0. Nó cũng giống như là cái phiên bản Osmo 6 được ra mắt cùng thời điểm và cao cấp hơn ấy. Ngoài việc nó có thể follow một chủ thể mà bạn muốn quay, giúp nó luôn ở giữa khung hình, thì bạn có thể tự set up một góc quay chuyển động ngay cả khi không có ai bấm máy giúp. Những shot quay sẽ bớt nhàm chán hơn so với việc là đặt máy cố định, đúng không? Với người quay video dạng vlog thì mình rất thích tận dụng tính năng này để tạo một cái cảm giác sống động hơn. Với phiên bản SE, chúng ta sẽ có 4 chế độ cho gimbal: Follow, Tilt Lock, FPV và Spin Shot. Khi các bạn đã quen dần với những chiếc gimbal điện thoại thì lúc này bạn mới hiểu tại sao mình lại nói là việc DJI update một cái màn hình nhỏ hiển thị cái trạng thái ấy lại là một cái nâng cấp đáng tiền và ấn tượng hơn. Vì khi có cái màn hình này, chúng ta sẽ xem được là máy kết nối với gimbal hay chưa, nếu rồi thì nó sẽ sáng đèn, gimbal còn pin hay là hết, và cái gimbal của bạn đang ở chế độ nào, follow hay FPV hay là chế độ gì, hay là bạn sẽ phải bấm bao nhiêu lần để đổi được sang cái chế độ mà mình mong muốn ấy, thì tất cả mọi thứ đều sẽ hiển thị ở cái màn hình này. Khi mà mình lựa chọn một chiếc điện thoại để mà phục vụ cho việc quay video, quay vlog của mình ấy, thì điều mình quan tâm nhất đó chính là về pin. Và đương nhiên một cái phụ kiện đi kèm theo cái điện thoại để quay phim, mình cũng sẽ rất quan tâm về pin. Và trên chiếc Osmo SE này thì hãng quảng cáo là nó có thể quay được lên đến 8 tiếng. Và 8 tiếng là một cái thông số mà được hãng quảng cáo như vậy. Còn trong thực tế thì đương nhiên là nó sẽ có cái sai lệch một chút tùy vào việc chúng ta dùng nó như thế nào. Và cái chiếc gimbal này của chúng ta ấy, nó có thể sạc đầy trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ. Và các bạn sẽ không phải lo rằng là nó hết pin hay không đâu. Bởi vì khi chúng ta nghỉ thì các bạn hoàn toàn có thể sạc nhồi vào mà. Thỉnh thoảng chúng ta sạc nhồi cho là nó không hỏng được đâu. Gimbal dĩ nhiên là một cái công cụ giúp chúng ta chống rung rồi, đúng không? Và DJI quảng cáo là cái chiếc SE này nó sẽ mang đến một cái tính năng chống rung bằng cả ba trục, với cái thuật toán điều khiển mới này, xong rồi giảm rung máy các thứ vân vân rất là nhiều. Ngoài chức năng chính là chống rung ra thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những cái chế độ khác để các bạn có thể sử dụng được cái gimbal này hiệu quả hơn. Ví dụ như là quay quay ngang, quay dọc này, hyperlapse, timelapse các thứ vân vân rất là nhiều. Được cầm trên tay chiếc gimbal này, được trải nghiệm thử nó ấy, thì mình cảm thấy là mình rất là thích nó vì nó có mức giá rất là rẻ. Và mình nghĩ rằng thì với một người mới bắt đầu này hay là những người nghiệp dư ấy, thì những tính năng cũng như là những gì mà nó mang lại ấy, thì là đủ để có thể đáp ứng được nhu cầu đó. Còn nếu các bạn chỉ mua một chiếc gimbal điện thoại chỉ để thử thôi ấy,
thì nó quá rẻ để trải nghiệm đúng không? Nếu như bạn chưa sẵn sàng để mua một cái phiên bản cao cấp hơn với mức giá cao hơn ấy, thì đây là một cái lựa chọn mà mình đánh giá là nó rất là ổn. Và nếu như bạn không biết một tí gì về gimbal ấy, bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm về nó bởi vì nó đến từ thương hiệu DJI rất là nổi tiếng. Sau khi xem video này, bạn có đánh giá gì về chiếc Osmo Mobile SE này? Và nếu như bạn muốn chúng mình trải nghiệm hay là trả lời những thắc mắc gì đó, thì đừng quên để lại comment bên dưới nhé.